Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, sáng 5 tháng 12, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan sơ tán 338 công dân Việt Nam từ khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn. Đây là nhóm đầu tiên được sơ tán và sẽ có thêm nhiều nhóm khác được sơ tán về nước thời gian tới. Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã thống kê được hơn 800 người là công dân Việt Nam được cấp giấy tờ đi lại và đủ điều kiện để đưa về nước. Phần lớn người Việt Nam được sơ tán lần này là thanh niên trẻ, có cả thiếu niên, trẻ em sơ sinh và phụ nữ mang thai. Những người này ra nước ngoài làm việc trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến ở các bang phía Bắc Myanmar. Họ bị chủ lao động bỏ rơi và bị mắc kẹt do giao tranh giữa lực lượng quân đội Myanmar và các dân tộc thiểu số ở khu vực này. Liên minh huynh đệ gồm các nhóm nổi dậy quân đội Arakan, quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar và quân đội Giải phóng Quốc gia Ta Ang hôm 27 tháng 10 phát động chiến dịch 1027 tấn công loạt căn cứ của quân đội Myanmar ở Bang San, khu vực gần biên giới với Trung Quốc. Đây được coi là đợt tấn công lớn nhất của các nhóm phiến quân chống lại chính quyền quân sự Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021.